xé ra, nhưng mà các bạn có thể chập đôi lại. Chập đôi là các bạn rút lên vài cái là cùng nhau nó sẽ rút ra, các bạn rút ra thì chúng ta sẽ mở được. Tùy theo các bạn thôi, tùy theo các bạn và anh chị thôi. Cô chú ở ngoài thị trường bán nhiều người thì có thể là cột bằng công dây gì các bạn, dây thả diều á, dây thả diều hoặc là dây nylon các bạn, thì các bạn vô tiệm tạp hóa đó các bạn mua rồi các bạn cột cũng được đó. Nhưng hoặc là cột bằng nhiều loại dây khác, miễn là dây nào bạn cột lên được thôi các bạn. Ví dụ có thể là dây nào chắc chắc thì các bạn có thể có quyền cột thôi. Nếu như dây nào ở nhà của các bạn á mà các bạn có sẵn dây á thì các bạn có thể thấy dây đó cột thôi. Nhưng mình riêng cá nhân của mình á thì mình xin lưu ý như thế này nè, cái dây cột này á các bạn là thường là riêng cá nhân mình á, và ở ngoài thị trường á cũng thường thấy anh chị mà cột á là những loại dây này các bạn. Là dây gì các bạn? Đây là dây này nè các bạn. Dây này là dây gì? Dây này gọi là dây cột bao nha các bạn. Dây cột bao á thì á cái dây này các bạn mua ở đâu? Các bạn có thể đến những cái cửa hàng tạp hóa, tên gọi á thì nó cũng nhiều vùng khác nhau các bạn. Ở dưới miền Tây á thì người ta gọi dây này gọi là dây bô, gọi là dây chói cua các bạn. Dây chói cua á thì cái dây này gọi là dây bô, dây chói cua nè. Còn như ở những cái vùng khác như những cái tỉnh thành ở miền Bắc á thì mình không biết là gọi dây gì. Nhưng mà tốt nhất là các bạn cứ gọi là dây cột bao các bạn, cột bao. Thì tại vì mình thường mua gạo á, mua gạo cũng thấy nhiều người cũng cột ở này nè các bạn. Thì có những người ta gọi tên là dây cột bao. Thì để cho cọng dây này á nó tốt nhất á thì các bạn phải nên lựa cái màu cho mình là màu trắng nha các bạn. Màu trắng thì riêng cọng dây nào cũng vậy, riêng cái sản phẩm hàng phao nè thì các bạn phải lựa cho mình dây màu trắng toàn bộ. Tại vì những cái dây màu các bạn, ví dụ như dây này mà các bạn lựa màu hồng, màu xanh hoặc là màu vàng chẳng hạn thì á, nếu như các bạn mua dây tốt quá thì không sao nha. Các bạn mua con dây này mà nó có hai loại, loại tốt và loại thường nha các bạn. Nếu các bạn mua loại dây loại thường á thì nó thường ra màu thì các bạn cuột vô đây nè, các bạn cuột vào đây thì nó sẽ ra màu dính vào những cái sản phẩm hàng phao chúng ta thì khi chúng ta buôn bán nó sẽ không được đẹp cái sản phẩm nữa đó. Thì khi khách hàng nó sẽ rất là chê, ba mẹ rất là chê sản phẩm dính màu, ra màu. Còn các bạn mua dây tốt thì mình nghĩ là nó sẽ không ra màu, ví dụ như màu vàng hay màu hồng này kia thì nó sẽ không ra màu đó, mình lưu ý điều đó. Rồi cái tiếp theo của mình á là lưu ý về cái cách xé, cách cột nè các bạn. Cột làm sao chắc cắt á. Đây, cái dây này thường thường á, nếu dây tốt á các bạn, dây tốt á thì các bạn banh ra các bạn xé làm tư. Nhưng mà dây thường á thì các bạn có thể xé làm ba được rồi. Tại vì dây thường á, nó không có chắc bằng cái dây tốt các bạn. Đó, thì á, cái dây tốt á thì các bạn có thể cầm cái này các bạn xé nè, xé ra. Nhưng mà các bạn có thể chập đôi lại, chập đôi hay là các bạn xé một cái một kịch ra là nó sẽ ra làm bốn cọng. Đó, nó rất là nhanh nha các bạn, rất là nhanh nha các bạn. Rồi các bạn xé xong hết rồi các bạn túm rồi các bạn hả buộc. Còn nếu như là những cái dây mà dây thường á, dây không tốt á các bạn, dây không tốt á thì mình khuyên á có thể là mình xé làm hai là được, hoặc là các bạn tiết kiệm thì các bạn có thể xé làm ba. Làm sao mà mình đảm bảo được cái ở chỗ của mình bán á mà cái gió nó sẽ không làm đứt cái sợi dây mà chúng ta xé, thì chúng ta hãy xé sợi dây đó. Tại vì nhiều khi chúng ta bán Tết á, gió nhiều lắm các bạn, gió rồi nó xoắn, nó xay là nó xay cái này nè, nó xây không lâu là sẽ đứt cọng dây các bạn, nó thổi đứt cọng dây. Khi đứt dây thì sản phẩm chúng ta rơi xuống đường thì nó sẽ làm cản trở những cái người mà tham gia giao thông các bạn, nó phiền phức lắm. Thì cái dây này như cái dây này thì cứ như các bạn xé làm ba thì các bạn xé cái này thôi đó, các bạn xé làm ba, các bạn gịch cái dây giữa ra thì nó cũng sẽ ra làm ba cộng, nó ra ba cộng rất là nhanh nha các bạn. Còn như mà những con dây mà dở hơn nữa thì các bạn có thể xé làm hai thôi. Ví dụ như các bạn cảm thấy gió nhiều quá thì các bạn xé làm hai nó chắc đó, xé làm hai thì bằng tách hai ra thôi. Rồi ok, về cách buộc sản phẩm này nè, riêng mình á buộc làm sao cho nó nhanh nhất thì mình chỉ cho các bạn. Đây, các bạn cứ buộc như thế này cho mình, các bạn làm sao buộc như cái hình này nha. Nè, nó có đường nè, nó có đường để khi mình rút vô nè các bạn, các bạn cứ túm lại hết cọng dây này nè, nó túm lại hết rồi các bạn cứ buộc cho mình, buộc hết cho mình đi, buộc hết. Rồi các bạn cứ bơm bằng phao ngày lễ á, ngày thì các bạn rất là cái sản phẩm nhu cầu của trẻ em nó rất là cao nên chúng ta phải buộc hết sẵn. Chúng ta bơm lên chúng ta buộc sẵn, hoặc là chúng ta bứt còi ra, cái còi bứt như thế nào thì mình cũng hướng dẫn trong video trước rồi đó, các bạn có xem lại. Chúng ta bứt còi ra hết rồi chúng ta buộc sẵn, rồi đến cái giờ cao điểm thì chúng ta chỉ cần bơm lên và bán thôi đó. Thì khi buộc như thế này để làm chi các bạn? Thứ nhất nó có rất là tiện lợi. Thứ nhất là khi chúng ta buộc chúng ta rút rất là nhanh nè, đó chúng ta buộc sẵn, chúng ta làm sẵn á, sản phẩm nào chưa thì chúng ta buộc rất là nhanh. Rồi khi ba mẹ chúng ta mua, khi con em chúng ta chơi nữa thì ba mẹ con em hoặc chúng ta đòi việc tháo dây ra thì chúng ta cũng rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần cầm này nè, chúng ta rút lên vài cái là cọng dây nó sẽ rút ra các bạn, rút ra thì chúng ta sẽ mở được cọng dây này ra, mở cọng dây này ra đó.
mở không dây này ra các bạn. Mở không dây này ra thì đưa cho con em chúng ta chơi thì nó rất là nhanh. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian khi chúng ta bán. Đó. Thì trong cái video này thì mình có những cái lưu ý như vậy thôi. Thứ nhất là về cái trọng dây này nè. Đó. Các bạn hãy xem cách buộc, cách xé và cách mua thì các bạn có thể tìm nha, tìm kiếm ở những cái địa phương của mình đó.